Hello các bạn. Đây là hai cây lược phiên bản đặc biệt. Cái màu sắc của nó các bạn thấy này, nó là nâu đậm hết. Đây là bản từ thời ngày trước nha. Bản này rất là đặc biệt. Sắp tới thì Tường sẽ cho sản xuất cái phiên bản này với thương hiệu là Tường Hoa Bờ. Bản đặc biệt luôn. Vừa rồi mình đăng lên thì có mỗi hai bản này thôi, hết rồi. Sắp tới thì mình sẽ cho sản xuất sau khoảng một tháng nữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mài để mình gửi cho các bạn. Đăng lên cái là anh em lấy luôn. Thì bây giờ mình sẽ trực tiếp là người mài luôn. Để mình gửi cho các bạn nhé. Đó. Đương nhiên là lược mới thì nó không phải về là nó xông tóc ngay đâu. Về cái chất liệu của nó tốt. Mài rồi, nhưng mà các bạn cần phải cắt một thời gian nữa thì nó mới bám tóc nha. Chứ không phải là lấy về phát là ngon luôn được đâu. Các bạn lưu ý giúp mình nhá. Không phải là về phát là cắt ngon được luôn đâu. Đấy. Mài mấy cái lược này bụi lắm các bạn ạ. Bụi lắm. Quên mình không đeo khẩu trang. Các bạn chuẩn bị cho mình cái giấy nhám như thế này này. Đấy. Đằng sau của nó là mã của nó là AA240. Nó là một giấy nhám mịn. Các bạn mài từng đầu răng lược như này nhá. Đấy. Mài khi nào mà nó nhọn lại thì thôi. Một số anh em bảo là nhận được lược của mình hơi bị nhọn đấy. Thì đúng. Nếu mà nó nhọn ấy thì anh em cầm giấy nhám anh em mài như này là hết nhọn luôn. Còn nó bao giờ ấy nó phải nhọn một chút nó mới xông tóc nha. Nó phải nhọn một chút nó mới xông tóc. Còn nếu mà nó không nhọn thì nó lại không xông tóc. Đấy. Cũng hơi nhọn đấy các bạn nhé. Về các bạn lấy nhọn thì các bạn mài bớt đi cho mình một tí. Đấy. Sau khi mài xong ấy, mình sẽ mang ra cửa hàng cho anh em test nha. Mài xong mình sẽ mang ra cửa hàng cho anh em test. Các bạn nên nhớ là khi mà mài được bằng tay như thế này ấy thì không phải là cây lược nào nó cũng giống nhau. Các bạn biết không, số lượng mài rất là lớn. Số lượng mài lược rất là nhiều. Mài một lúc cả mấy nghìn chiếc. Thì đương nhiên là có chiếc này chiếc kia. Nhưng mà khi các bạn nhận được lược về, các bạn cảm thấy chưa hài lòng thì các bạn mài lại giúp mình. Đấy, đơn giản thôi. Các bạn mài lại giúp mình là được nha. Sắp tới mình sẽ sản xuất cái lược này luôn. Bụi lắm. Bụi lắm đấy các bạn, hôm nay quên không đeo khẩu trang. Mài được cây lược vất vả lắm chứ các bạn. Bình thường là mình mượn anh em mài, mình trả 8.000 một chiếc, 10.000 một chiếc. Hai cây lược này trực tiếp mình mài luôn đấy. Các bạn về mà nhận được ấy, cắt nó chưa bám mấy thì cứ từ từ sẽ bám nha. Chứ lược mới thì chưa phải là bám ngay được đâu. Bản này đặc biệt thì cái chất liệu của nó tốt hơn. Đó. Thì cái giá của nó cao hơn. Lược này thì hiện tại đang có giá là 100.000 các bạn nhé.
tương đối là ok rồi đấy các bạn ạ. Tương đối là ok rồi, các bạn về các bạn mài tiếp nhá. Các bạn về các bạn mài lại tiếp. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Duy nhất có 2 cây thôi, sắp tới mình sẽ sản xuất khoảng độ tầm 10.000 cây. Thì anh em lúc đó tha hồ mà mua. Đó. Mình biết là cái cây lược này thì anh em đã ủng hộ mình rất là nhiều rồi, nhưng cái bản trước đây nó là bản màu vàng, còn đây là bản màu nâu đậm nhá. Đó, màu nâu đậm thì cái chất liệu của nó tốt hơn một xíu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.